Cái thứ nhất là đối với những người mà uống rượu ngay không say ngay, sau đấy một vài tiếng hoặc là có thể thậm chí là nửa ngày sau mới say, thì nó có những cái căn nguyên của nó. Ví dụ có thể là cơ địa, đầu tiên là cơ địa người đấy nó chuyển hóa rượu nó kém. Cái thứ hai nữa do uống nhiều, quá nhiều, và nó cái nồng độ cồn ở trong máu rất là cao, men nó, gan nó chưa chuyển hóa hết, và đến nó cứ chuyển hóa dần, và đến khi mà cái lượng acetaldehyde rất là nhiều thì lúc đấy người ta mới biểu hiện ra ngộ độc hoặc là say rượu. Đấy là say rượu muộn. Ở những cái trường hợp đấy tất nhiên là rất là nguy hiểm, rất là con người những người như thế thì người ta hay chủ quan.